Hiện tại đang là 7 giờ tối và mình đang ở cái khu bể bơi nước ngọt lớn nhất ở Aurora này. Cái cảm nhận của mình thì nước ở đây nó... Come take my hand, I will walk with you. I won't let go till you say so. There isn't anything I wouldn't do. Wanna make sure that you understand. You're the one who gives my life color. There is no one other. With your hand in mine, let me go by your side. Let me go by your side. I wanna stay in your sunlight. I wanna wake up with you by my side. Without you there is no tomorrow. We could be in for the best ride. Want this to last for the rest of our lives. Without you there is no tomorrow. Hy vọng là các bạn thích cái phút video ngắn vừa rồi của mình, quay được một vài shot ở đây. Xin chào các bạn, mình là Lơ đây. Hiện tại thì mình đang ở Aurora Villas and Resort, là một cái quần thể villa và resort có cái vị thế, cái địa điểm độc nhất Quy Nhơn. Trong video này mình sẽ chia sẻ 4 cái trải nghiệm khá là đặc biệt các bạn nên thử ở Aurora Villas and Resort Quy Nhơn. Điều đặc biệt thứ nhất mà mình muốn nhấn mạnh ở Aurora Villas and Resort ấy, là view phòng nghỉ. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đi biển cơ mà, view là một cái gì đó không thể không nhắc đến. 100% phòng nghỉ tại đây, từ những căn deluxe cho đến những căn villa như căn mình đang ở này, thì 100% đều view biển nhé. Đây là một điều mình cảm thấy khá là ấn tượng. Ở những khu resort lớn mà mình đã đi qua, mặc dù có những căn view rất là đẹp nhưng người ta vẫn tận dụng để làm thêm những cái căn khác không hướng ra biển. Các bạn ở đây thì phòng ở đây đều là view biển hết, từ villa cho đến những cái phòng deluxe. Mình sẽ thống kê một số hạng phòng ở đây để cho các bạn có thể hình dung được nhé. Hạng phòng cao cấp nhất ở đây là phòng Ocean Bay, là cái phòng mình đang ở đây. Có nghĩa là ở phòng này chúng ta có thể ngắm bình minh từ trên giường luôn, qua những cái cửa kính trong suốt, trước mặt là biển và cái lan can. Có một điều đặc biệt là ở phía dưới có một cái bể sục nhỏ, nó dạng bể bơi vô cực nhỏ nhỏ ấy, và một cái ghế nằm, chúng ta hoàn toàn có thể chụp được một vài shot sống ảo khá là đẹp ở đó nhé. Ví dụ như shot này. Nếu bạn đến đây, mình có một tip cho các bạn là các bạn có thể chọn cái phòng ở ngoài cùng. Cái phòng ngoài cùng ấy sẽ có một cái ban công lớn và có một vài bàn uống cà phê ở ngoài đó. Nếu mà chọn cái phòng đấy thì sẽ rất lợi thế, nếu mà các bạn đi hội nhóm, các bạn có thể ra đó để ngắm biển và party. Tiếp theo là đến hạng phòng Ocean View, view biển. Dãy của Ocean View đấy, chúng ta có thể đi ngay ra bể bơi trung tâm, bể bơi lớn nhất của khu quần thể resort này và nhà ăn nhé. Ở hạng phòng Villa Ocean View thì nó có một lợi thế là ở phía trước có một bãi cỏ và có một vài cái ghế nằm. Bạn hoàn toàn có thể ra đó nằm ngả lưng tắm nắng, thưởng thức giây phút thư giãn ngắm sóng biển sau một chuyến đi mệt mỏi nhé. Hạng phòng Ocean View này ở đây thì có 6 phòng. Đến hạng phòng tiếp theo sau Ocean View đó chính là Hilltop. Tất cả là 6 căn giống như Ocean View. Lợi thế của Hilltop thì là ở vị trí cao nhất ở khu quần thể này. Từ trên Hilltop bạn có thể nhìn thấy toàn bộ bãi đá và ngọn đồi, nhìn thấy view biển luôn. Và 3 hạng phòng Private Bay, Ocean View và Top View có nội thất giống như nhau. Và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những option của những phòng này là phòng 2 giường hoặc là một phòng giường đôi lớn nhé. Nếu các bạn đi một tập thể đông khoảng 30 đến 50 người mà các bạn đi theo hội nhóm, đi theo lớp, nghỉ dưỡng và vui chơi ngoài trời thì mình nghĩ Deluxe sẽ là một sự lựa chọn tốt cho các bạn. Bởi vì Deluxe là một khu nhà 2 tầng, ở đó có 4 căn nhà 2 tầng. Mỗi một căn 2 tầng đó thì gồm có 4 phòng nhỏ. Thực chất cái phòng này chỉ nhỏ hơn so với những căn villa 10m2 thôi. Và ở đó cũng có đầy đủ các tiện ích, bồn tắm cũng như là các vật dụng ở trong phòng.
cái trải nghiệm. Và cái điều đặc biệt thứ hai ở Aurora Villas and Resort mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là trải nghiệm bữa ăn view biển. Đến Aurora chúng ta hoàn toàn có thể vừa ăn vừa ngắm biển, bởi vì nhà ăn chính thì nằm ngay bên cạnh vách đá nhìn ra biển luôn, và phía bên ngoài có một cái lán lớn có rất nhiều bàn ăn ở đấy. Về bữa sáng ở đây thì chúng ta được free, nhà ăn sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, thì có những món như bún chả cá, thịt sông khói, bánh ngỏi. Mình khá là thích bánh ngỏi và mình đã chọn bánh ngỏi bởi vì đó là một món địa phương ở miền Nam. Mình là người Bắc mà nên vào mình muốn trải nghiệm những món mới. Ngoài ra bạn có thể dùng thêm trà, cà phê, nước cam, sữa, bánh ngọt. Cái điều đặc biệt của nhà ăn này là view biển. Đó là giờ mở cửa của bếp ăn sáng nhá. Nhưng nếu bạn muốn đi theo hội nhóm mà muốn ăn trưa và ăn tối ở đây, bạn hoàn toàn có thể đăng ký với nhà bếp. Và nhà bếp ở Aurora Villas and Resort thì mở từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Bạn hoàn toàn có thể liên hệ với nhà bếp để đặt những món ăn mà mình yêu thích nhé. Nếu các bạn có theo dõi kênh mình một thời gian thì mình là một người thích vận động, mình thích bay nhảy, chạy nhảy ở bên ngoài, mình thích quay phim, mình thích chụp ảnh. Thế nên những địa điểm mình lựa chọn để nghỉ dưỡng cũng như để du lịch thường là có những view đẹp và có những góc đẹp để quay, để chụp. Ở Aurora Villa and Resort thì có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp với khu quần thể và bãi đá ở phía dưới nhá. Bạn có thể chụp ảnh hoàng hôn và bình minh từ trên giường của mình luôn đấy. Bạn có thể mở cửa sổ ra để chụp một vài góc chill như thế này. Bạn có thể chụp ở bãi đá. Có một cái bậc thang lên xuống ở phía dưới ngay bên cạnh Private Bay ấy. Bạn đi bộ thêm một đoạn nữa sẽ có một cái hành lang đi xuống bãi đá, và bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh cùng với bãi đá này. Cái thời điểm mình đi đang là thời điểm nhiều bão nhất trong năm, chứ thực chất cái biển ở dưới nước rất là xanh, nhưng mà thời điểm mình đi đang có mấy cơn bão đến, thế cho nên nước biển hơi đục một chút. Về cái điều thứ tư mà mình muốn nói trong video này thì là Aurora gần một số địa điểm du lịch, gần bãi tắm Quy Hòa thuộc Gành Ráng. Bạn có thể sang thăm làng chài ở bãi Xép và tắm biển ở bãi Xép, bởi vì Aurora cũng khá gần bãi Xép ấy. Trên đây là bốn cái trải nghiệm của mình trong thời gian nghỉ dưỡng tại Aurora Villa Resort. Hy vọng là những cái trải nghiệm đó của mình cùng với những thước video mình quay lại trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây có thể giúp bạn phần nào đấy có một gợi ý khi tìm một địa điểm nghỉ vừa có view biển này, vừa có trải nghiệm bữa ăn bên biển này, lại vừa có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp và cũng gần một số bãi biển nổi tiếng ở Quy Nhơn. Và nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy bấm một nút like, nút đăng ký ở phía bên dưới ấy, để theo dõi những cái video về du lịch, về quay phim trên kênh của mình nhé. Chào các bạn. Cái cảm nhận của mình thì nước ở đây nó không hề có nhiều mùi clo, nhưng mình tắm ở các bể bơi khác trong thành phố hoặc kể cả thì cái bể bơi có cái lưu lượng clo rất là lớn, nên khi chúng ta nhảy xuống nó có thể